kính bạch Thầy, sau 11 tháng bị liệt, con phục hồi là thực hiện ăn một bữa và con thấy rất là vui vẻ. Thì điều đấy có phải là tâm hỷ không ạ? Đúng vậy, cái đó là tâm hỷ đó con. Dạ, cảm ơn Thầy ạ. Đây là cũng là một cái bệnh nhân của cái nhân quả đây, cũng là liệt tay liệt chân đây, mà rồi vẫn ăn ngày một bữa, vẫn ôn pháp mà tiến tới giải phóng cái quê hương của mình. Cuối cùng cái bệnh liệt chạy mất, bây giờ đã cũng còn yếu yếu chứ chưa thật mạnh đâu. Các con thấy những chiến sĩ của Thầy anh hùng thiệt chứ không phải không, luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng. Không phải bên nam mà chiến thắng được, mà bên nữ cũng còn gan dạ đó chứ, mà cũng chiến thắng được cái mặt trận mà bệnh liệt đó. Thì như vậy là rõ ràng là pháp của Phật rất tuyệt vời chứ không phải là nói mà nói thường đâu mấy con. Cho nên những huynh đệ của mấy con đã tu tập được tức là một cái niềm tin phấn khởi rất lớn cho mấy con, để rồi mấy con thấy mọi người đều làm được thì chắc chắn là mình cũng phải là con người, mình cũng phải làm được, chứ đâu phải có người này làm được có người kia làm được. Thầy bây giờ đó thì tức là Thầy làm chủ được rồi, còn mấy con thì đang ở trên con đường tập làm chủ, mà mấy con vẫn làm chủ được rồi, đâu có gì đâu. Thì như vậy là cái niềm tin ở trong lớp của chúng ta nó có cái thân sâu rồi, không có còn mà nói là Phật pháp chỉ nói mơ hồ đâu, mà đây là cái sự thật. Chính những cái người mà ôn pháp mà tu tập không uống thuốc thì người đó mới tin sâu hơn, là cái tin pháp Phật sâu hơn nữa, nghĩa là thấy rõ ràng mà cụ thể. Mà giả lại thay vì bệnh đau thì người ta thường thường ở đời người ta ráng ăn cho nhiều cho mau mạnh cái gì, cho nên do đó trái lại ở đây chúng ta vẫn giữ bữa ăn, chứ không bao giờ chúng ta thay đổi ăn hai bữa, nhất định chết mỏ, nhất định là không phạm giới phá giới. Ở đây là lấy giới để mình chuyển nghiệp, chứ không phải là sống để mà ăn, mà để cho nó mạnh để mà ăn trong cái ăn. Cho nên nhiều người mà khi đau ốm mà xin Thầy bây giờ cho con thay giới uống thuốc, Thầy thấy việc là lính này lính bại trận chứ không phải là thắng trận. Cho nên vì vậy mà thua trận thôi Thầy cũng tùy hỷ, bởi vì lính thua mà ép buộc nó quá thì chắc nó chết, mấy lính này chết hết trơn. Thôi cho nó thay giới là nó sống thêm một bữa hai bữa, nó tập lại thứ con như thế nào, chứ bây giờ con là lính bại trận rồi, lính này ở đem về bỏ tù hết, lính trận nó thua phải bỏ tù. Nó còn những người lính mà nó thắng trận đó là cái niềm tin chung, những dũng sĩ đó mới còn coi vậy, chứ cái cơn đau của chúng ta ghê gớm lắm mà chúng ta thắng được là một dũng sĩ, chứ không phải là một cái người thường nữa. Nói là nói như vậy chứ khi mà đụng đau rồi mới biết cái khó chứ không phải dễ. Chúng ta chưa đau chúng ta nghe nói nó dễ lắm, nhưng mà khi bị đau rồi mới còn mới biết nó không phải dễ. Nó hết hồn, nó dao động tâm, nó lo sợ lắm. Nhất là nó thấy nó quýu tay quýu chân về, miệng nó méo qua cái trời đất ơi, kiểu này chắc chết. Các con hiểu, nó thay đổi một cái mà mình không có điều khiển được nó là mình thấy run hết người rồi. Nó dao động tâm mình, nó dao động tận cùng, chứ không phải là chuyện dễ đâu, coi như là chết đó, chứ không phải là sống đâu. Nó cái tâm của mình nó bấn loạn hết, nó không có định bình tĩnh được. Nhưng mà nhờ được gần Thầy, nhờ được Thầy xuất tấn làm cho mình bình tĩnh được, cái tâm bình tĩnh được, lúc bây giờ đó chúng ta mới yên tâm, mà chúng ta nỗ lực, mà chúng ta chiến đấu tận cùng như vậy. Chứ cỡ không có Thầy thì mấy con chắc là bọt càng, đâu phải dễ. Cho nên vì vậy mà nhớ những cái lời Thầy dạy, Thầy xuất tấn. Cho nên không có Thầy cũng vậy, mà có Thầy cũng vậy. Cho nên có Thầy thì đỡ hơn, thì mau Thầy đến thì khích lệ mấy con dựng thân lên, ngồi dậy chiến đấu, đừng thua. Nghĩa là đứng lên cầm súng thẳng hoài chiến đấu, chứ đừng có buông súng lúc này là chết á. Nó thì mấy con thấy phải mạnh mẽ như vậy thì mấy con mới thấy được cái sự tu tập của chúng ta tiến bộ, chứ còn không kém không tiến bộ. Đây là mới những cái điều kiện mới đầu mà thôi, chứ còn đi sâu hơn nữa mấy con thấy nó còn tuyệt vời hơn. Ở đây thì các con còn có nói về cái tâm hỷ gì nữa không? Thầy cho con xin cái đề tài của nó nhiều quá, cái giảng bài không? Cái giảng bài không? Còn ở đó đi, con đừng đi. Ở đây bây giờ xuống dọc. Xin tác giả vui lòng là cho bác Văn Nhân mượn cái giảng bài trước. Quyên Thanh cho mượn chút con. Chứ để không nói Thầy làm ngang quá của con, mà Thầy lấy thì cho mượn như vậy con cũng bằng lòng đâu nha. Rồi xin hỏi trước á. Rồi, Huệ Anh con nói gì con? Con nói gì con? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con xin trình sự tu của con. Bạch Thầy, mới hồi 12 giờ, giờ con tắt đèn nghỉ. 11 giờ bắt đầu cái ngực con nó đau hơn mỗi lần. Con tính nằm nghỉ, nhớ thầy nói dắt nó vô nhà phải đuổi cho được. Con ngồi dậy, con cứ niệm hơi thở và thân hành niệm, đưa tay ra đưa tay vô. Con cứ sát ý cái ngực đau này phải đi ra, cái ngực mạnh khỏe đi vô. Con cứ vậy tới 20 phút nói vừa yên, con trở lại tứ niệm xứ. Con nói con thầm nguyện tâm phải đi dục, đi ác pháp, diệt ngã xả tâm, không tham sân si phiền não, tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, tâm bất động không sợ hãi một điều gì, luôn thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi yên, nhưng cái ngực cũng còn đau. Con cứ ngồi sát ý vài tới 12 giờ rưỡi nó vừa yên. Con cũng chưa dám nằm, ngồi còn sát ý nữa. Kính bạch thầy, nó hết khuya con thức dậy 5 giờ, con cũng ngồi sát ý nữa. Đến 5 giờ rưỡi con trả, con nằm túi vô thăm. Nó hỏi khỏe không, con mới thực cho nó nghe. Mới hồi trưa má định thầy là cái bệnh đau ngực nó hết cả tháng rồi mới dám định, mà không biết tại sao nó đau lại mà nó đau nhiều hơn. Bạch thầy, con tưởng là sáng nay con không có lên lớp, con nằm. Tụi nó hỏi con có đi được không, con nói đi chứ, gặp thầy là khỏe luôn. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chính là thầy, luôn dịp năm mới đến con kính chúc thầy thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin cảm ơn con. Thầy chúc năm nay con sẽ có niềm hoan hỷ và luôn luôn cái thân của con đừng có bệnh đau nữa. Nhớ ôm chặt pháp và con sẽ tập tịnh chỉ hơi thở. Con nhớ cái bài pháp thầy dạy con để tịnh chỉ hơi thở không? Con phải tập luyện thường xuyên để khi cần thiết thì con sử dụng pháp đó mà con tự tại ra đi. Con hiểu không? Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nhưng bây giờ thì phải tập luyện. Chừng đó nó mới có đủ cái đạo lực, nó có đủ cái năng lực của nó để nó làm chủ được cái hơi thở của con. Thì nhớ tập trước khi con có hỏi thầy trong một cái tập hỏi thầy trước khi con vào tu con tịnh chỉ hơi thở trước hay là sau khi tu xong rồi mới tịnh chỉ hơi thở? Thì con vào tu thì con tập tu tịnh chỉ hơi thở trước, rồi giữ tâm thanh tản an lạc vô sự như thầy đã ghi trong tập dở của con. Rồi con tu trong vòng 1 phút cho đến 5 phút trên cái sự tịnh chỉ hơi thở. Sau đó rồi con trở về các pháp khác, con tu bình thường. Rồi khi mà tu tới cuối cùng mà con xả nghỉ thì con xả nghỉ luôn, chứ không phải là đợi cuối cùng con mới tập về cái tịnh chỉ hơi thở. Mà vào tu tập là tịnh chỉ hơi thở trước. Cũng như thầy xin nhắc với con, khi thân có bệnh thì vào tu tập thì mấy con trị bệnh trước cái đã, rồi sau đó mới tu tập các pháp khác. Chứ chưa trị bệnh mà lo tu tập các pháp khác thì nó không có đúng cách. Bởi vì mình tu rồi mình sắp sửa nghỉ là nó mệt nhọc rồi, mà còn trị bệnh nữa thì không được. Vào tu tập tức là cơ thể nó còn khỏe, nó còn sung mãn, do đó chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà chúng ta để trị bệnh thì cũng ngay từ cái lúc đầu, và đồng thời để tập những cái luyện cái pháp để mà tịnh chỉ được hơi thở thì cũng ngay từ lúc đầu để tập. Sau đó rồi chúng ta tu tập các pháp khác, thế rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau khi hết giờ. Nó như vậy mới đúng. Cho nên con vào giờ đầu là con tập khoảng từ 1 phút cho đến 5 phút tịnh chỉ hơi thở. Cứ nhắc nó hơi thở thì tịnh chỉ ngưng đi, rồi con cứ để thanh thả là vô sự, rồi con sẽ nhìn thấy qua hơi thở nó hiện tượng nó xảy ra như thế nào. Nó không ngưng không gì không kể nó thì Cái thời sau thì con lại tu tập nữa, cho đến khi nào mà con thấy, con bảo nó, mà con thấy bắt đầu nó thở nhẹ dần dần rồi nó dừng lại rồi nó thở rồi nó dừng. Thì khi mà nó dừng khoảng độ từ 1-2 phút thì con nhớ nhắc thở trở lại bình thường, không khéo mày đi luôn là tao biết gì mà tao tu. Con nhắc nó vậy đó, thì nó sẽ trở lại bình thường. Rồi con ngày hôm sau tới giờ khác tu tập thì con cũng tập như vậy, nhưng mà thấy nó bắt đầu nó ngừng lại 1 phút, thì khi nó ngừng lại 1 phút hoặc 2 phút thì con tác ý bấm thở lại. Và nếu mà nó còn ngày hôm sau nữa thì nó lần lượt nó tăng lên, từng nó ngưng cái hơi thở con nó ngưng từng 3 phút đến 5 phút thì con cũng nhắc lại cho nó thở lại. Và cuối cùng con thấy rằng khoảng độ từ 5 phút đến 10 phút là mình có thể chủ động ra đi được rồi, nó không có thở lại được đâu. Thì do đó con thấy buông luôn thì được, nhưng mà bây giờ chưa cần buông, là con phải tập, còn đang tu tập tứ niệm xứ nữa để xả cho hết cái tâm tham si của mình. Cho nên con còn sử dụng cái, con nhắc với cái thân với tâm con, tao con có pháp làm chủ rồi, mày mà lơ mơ mà đau bệnh rồi tao cho mày đi luôn. Thì cái bệnh của con nó bắt đầu nó sợ, nó không có đau nữa. Thì thầy mong rằng cái năm nay mà nếu mà con luyện tập được, làm chủ được cái hơi thở của con rồi thì bệnh nó không dám bén mảng. Bởi vì nó bén mảng đến con đó, thì con cho nó một nước là nó hết thở thì bệnh nó còn chỗ nào được, con hiểu chưa? Cho nên con có cái phương pháp tối ưu rồi. Thì giặt nó phải sợ, nó sợ lắm, bởi vì giặt mà bệnh nó sợ, nó giặt tử. Trước khi ngồi tu tứ niệm xứ là mình không có bệnh gì hết, thành ra ngồi tu một hồi mới không khỏi, thành ra cái đó con tu theo nó đau. Đúng rồi, bây giờ con giao đầu tu thì thân con không có bệnh, nhưng mà tu một lúc sau đó nó hiện ra cái đau bệnh gì đó thì con bắt đầu đó con sử dụng về cái phương pháp trị bệnh. Không, còn nó không có bệnh thì con tu tứ niệm xứ. Cũng như là bây giờ con đang nằm nghỉ mà nó đau bệnh, con ngồi dậy con tu, con tu để trị cái bệnh chứ không phải là tu pháp tứ niệm xứ đâu. Còn con đang tu tứ niệm xứ nó an ổn, bỗng dưng bây giờ nó sao lại cái chân tôi nó như thế này, kiểu này, nó muốn què rồi ra đây, thì bắt đầu đó con phải bỏ cái pháp tứ niệm xứ mà con dùng cái phương pháp để đẩy bệnh đi, thì con thay đổi cái pháp liền để trị cái bệnh. Hoặc là cái ngực con đau thì con bỏ cái pháp tứ niệm xứ đi, thì con nương vào cái chỗ mà pháp để trị bệnh. Nhưng con cũng vẫn ở chỗ cái, khi mà con tác ý đuổi bệnh thì con luôn con ở chỗ cái thanh thản là như sự của con. Rồi con hiểu rồi phải không? Nhớ mà tập được tình chỉ hơi thở là mấy con hạnh phúc rồi đó. Đó là cái con đường, cái đạo lực cuối cùng để mà chúng ta làm chủ sự sống chết rồi đó. Thì thầy nói khi mà con tình chỉ được hơi thở rồi thì tất cả những bệnh tật ở trong người con chỉ hù nó một cái là nó lo nó rút đi. Nó sợ con chết thì nó đâu cũng bệnh được nữa. Cho nên do cái chỗ tu tập chúng ta tới cái giai đoạn này, như cơ thể con thì phải tập cái hơi thở rồi. Còn quý thầy thì khoan, tập bất tình tình không có được, đừng nói xin lắm. Bây giờ phải lo tập cho nó căn bản, còn trẻ tuổi thì phải tập căn bản, đi dần tới rồi nó cũng phải tới đó thôi. Còn như cô Huệ Ân thì cô lớn tuổi rồi, nếu mà không tập luyện như thế đó, lỡ cô mà có cái gì đó, cô nằm xuống cô điều trị không có được, thì cô ra đi không có được mấy con. Ở đây thầy chuẩn bị cho mấy con hết, mà người nào thì sắp sửa mà thầy thấy yếu là thầy chuẩn bị cho mấy con tu tập về cái tình chỉ hơi thở. Nó có cái đạo lực khi mà chúng ta tác ý về, chứ nó có cái đạo lực lắm mấy con, chứ có lực lắm chứ không có tâm rồi. Cho nên ở đây chúng ta đúng là chúng ta đi vào con đường của Phật pháp là cứu kính mình rõ ràng mà. Cho nên người ta tập luyện, nhưng mà đúng cái lúc thầy dạy mà chưa đúng lúc mấy con đừng có tập bậy bạ, nó không có được. Thì nói mấy con, tại sao mấy con biết không? Tại vì bây giờ mấy con còn đang tâm chưa đi về cái ác pháp, mà mấy con tịnh chỉ hơi thở là mấy con sẽ bị tịnh chỉ tưởng đó, nó sẽ sanh rối loạn cho mấy con. Còn như cô Huệ Ân là già rồi mấy con, già rồi. Cho nên cái tưởng cô nó không có mạnh đâu, bởi vì già là cái tưởng nó không có mạnh. Nhưng mà cô thể nói là nếu mà không biết cách tu tập thì cái tưởng nó cũng dễ hoạt động, nhưng mà nó không bằng cái người trẻ. Cái lực của tưởng nó mạnh lắm, nó cũng cái sức lực của tuổi trẻ thì nó mạnh lắm, còn cái già nó suy yếu rồi. Cho nên bây giờ đó thì coi như là cô tu tập những cái điều cần thiết cho cuộc đời của cô làm chủ được. Chứ cô Minh Cảnh chưa được việc tập luyện, cho nên cô Minh Cảnh chết đi thì nó chưa có làm chủ được cái hơi thở, cho nên rất là cũng là khổ. Chứ phải chi mà cô tập luyện được cái hơi thở cô rồi thì cô đó đây cũng tự tại lắm. Cho nên mấy con yên tâm, bây giờ thì bây giờ mấy con trở về nghỉ, lo mà tu tập. Để con còn hỏi gì không con? Có hỏi thì hỏi đi. Thưa Thầy, bữa nay Tết đủ hai lớp chia vào ra trước được mấy hình? Thôi con, hình nhiều lắm rồi. Thôi đừng hình. Thôi con gõ chụp đi. Rồi thấy hình mấy con nhiều quá rồi. Chụp lia lìa. Chụp mà khỏi mất công rửa rồi coi bộ chụp dữ. Theo thầy thấy mà nếu mà cái máy hình mà chụp như kia đó mà đi cứ đi rửa rồi chắc chắn là tiền rồi được. Chắc là không chịu nổi với cái máy của Thành Trí. Thành Trí nó đục chụp quá trời, gọi là đủ hình đủ rồi. Thầy đi quét nó cũng chụp, thầy đi đâu nó cũng chụp, rồi mấy con ngộ người cũng chụp, hai người cũng chụp. Thì nó nãy giờ nó chụp lia lịa. Thầy biết nếu mà đem tiền mà rửa phim đó mà như ngày xưa đó chắc chắn là tiền đóng đó, phải không? Không có ích rồi. Bây giờ nó đỡ rồi, vì cái kỹ thuật số cho nên nó chỉ đưa vô máy vi tính nó in ra thôi, chứ còn đem mà rửa phim thì thôi chịu không nổi tiền. Hôm nay thì mấy con còn hỏi tiền gì đó không hết rồi phải không? Người nào còn cái tâm hỷ nào đó tốt nhất rồi đem ra đây trình bày trong cái đầu năm này coi cái tâm hỷ tốt nhất coi. Cô Nguyễn An Trình tâm hỷ của nó, mấy con thấy chưa? Con diệu nhân phải không con? Con cũng trình tâm hỷ rồi đó. Thầy Trân Thành cũng nói lên được cái tâm hỷ của thầy. Thì vậy thì bây giờ mấy con ai có tâm hỷ đâu nói ra cho nghe coi, đưa coi tâm hỷ con nữa. Rồi con nói tâm hỷ con như thế nào? Thường thường là mấy người tóc bạc hay có tâm hỷ quá vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc Giáo Chủ. Hôm nay con xin nói lên cái sự bệnh tật của con. Từ hồi trước là con có cái bệnh là gối cột sống và thần kinh, thường là hay trở trời là con nằm không biết mấy ngày, cho nên là rất khổ tâm. Thì con thấy rằng là được cái pháp của thầy đã dạy bảo cho con, và con được tập luyện, và con như là tự niệm xứ hoặc là thân hành niệm nổi, con cũng thường để tập luyện để đẩy được cái bệnh tật của mình trong người ra để cho được bình an. Thầy con thấy rằng thực hiện được những cái buổi tập của con là con thấy kết quả rất phấn khởi. Hôm nay lưng con ngồi đủ khoảng 30 phút con thấy rất thanh thản, an lạc vô sự. Ví dụ là đi kinh hành thì con có cái tật là chứng đi kinh hành bước đầu ra đi con đi nhanh, sau đó là con đi thử thải là chậm lại, thì con thấy là có một cái thoải mái trong con người. Là vì trước tiên là hoạt động theo cái cơ thể để cho được xâm phạm trong con người, mà sau đó lấy lại thanh tịnh con đi chậm rãi. Và con thấy rằng là con có xin thầy cho con hỏi cái chỗ là tình tâm. Con tình tâm ví dụ như con hít vào một hơi dài xong rồi là con thở ra, có nhiều khi con cũng có cái sự dồn dập, và sau đó con nghĩ lại rằng đưa hơi vào một cách nhẹ nhàng từ tốn, hít dài vào thở ra một thoải mái, thì con thấy có đôi lúc thì cũng thấy có cái kết quả nhưng mà vẫn có run hơi. Vì con nghĩ rằng là con cũng muốn hỏi thầy ra cái chỗ là tình tâm này nín thở hay là hít một hơi dài để mà lấy lại cái nhịp thở của mình xuống cho nó có từ tốn, hay là nín thở xong thì hít dài lấy thở ra. Thế này con chưa hiểu, con xin hỏi thầy. Và con thấy rằng là rất phấn khởi, cái bệnh của con là cũng rất là quan trọng. Vì thần kinh là bài liệt một nửa người, là cũng bao nhiêu năm rồi, cũng chấm cứu, cũng làm hết thầy ra, hết là y bác sĩ Bắc Na, Bắc và thuộc Tây rồi. Nhưng hiện nay con thấy trong người con là cũng có nhiều được 80 phần rồi. Lần con rất phấn khởi hoan thị trong thân tâm. Thì con xin thầy cho con kia tình tâm con chưa hiểu được, thầy giảng cho con. Thầy giảng cho cái phần tình tâm trong hơi thở của con. Các con thấy khi một hơi thở mà chúng ta thở, khi một hơi thở mà chúng ta thở là nhẹ nhàng, để rồi chúng ta thở hít vô nhẹ nhàng rồi thở ra nhẹ nhàng, thì đó là cái sự mà nhiếp tâm và an trú tâm. Cho nên người mà vận dụng được cái hơi thở như vậy đó, thì chúng ta nhiếp tâm rất dễ, nó không còn khó khăn. Cho nên gọi là tịnh tâm. Cái sự thật đó là cách thức nhiếp tâm, nhiếp tâm cho nó được an tịnh của nó. Cho nên an tịnh tâm hành túi vô, an tịnh tâm hành túi ra. Mà khi vận dụng được cái hơi thở như vậy thì chúng ta dễ dàng nhiếp tâm lắm. Mà dễ dàng nhiếp tâm thì dễ dàng an tịnh. Cho nên đó là cái an tịnh tâm hành của con trong cái hơi thở. Con hiểu không? Nương vào cái hơi thở để làm cho chúng ta thấy có cái sự an tịnh rất rõ ràng. Vậy trong khi đó mình nhiếp tâm như vậy á, thì nó sẽ an trú dễ. An trú dễ là gì? Nó không có cái niệm nào xuyên vào trong cái chỗ cái khoảng thời gian mà chúng ta nhiếp tâm. Cách thức vận dụng nhiếp tâm, cái điều kiện đó là cái thiện xảo của con. Con qua cái đặc tướng của mình mà vận dụng cái hơi thở, nhưng thấy không rối loạn hơi thở thì đó là tốt. Còn nếu mà có rối loạn hơi thở thì con nên dừng lại, vì cái nhiếp tâm đó nó làm cho cái cơ thể, cái hô hấp của con nó không bình thường. Bởi vì con phải nhiếp tâm, con hít vô, con hít vô nhẹ nhẹ rồi con thở ra nhẹ nhẹ, để cái sự mà nhẹ nhàng của nó làm cho cái tâm mình an tịnh theo cái hơi thở đó. Thì con lưu ý về cái phần đó. Nếu mà hoàn toàn bình thường đều là tốt. Mà khi mà một cái người trị bệnh mà dùng cái hơi thở, cũng nên dùng cái hơi thở đó trị bệnh nó mau hết. Cái hơi thở mà nhiếp tâm an trú, cho nên nó an trú tâm. Mà khi nào mình an trú tâm được thì mình sẽ trị bệnh được dễ dàng. Đó là cái tâm mà con gọi là tâm an tịnh. Không có gì đâu. Con xin thầy là thì con là tình chóng trong một cuộc sống con đi kinh hành hay là làm tiếp tục một vài lần nữa có được không? Không, con nên tĩnh tâm như vậy đó chỉ trong một phút thôi. Rồi con đi kinh hành, rồi trở lại con sẽ tu một phút nữa thì hay hơn. Còn nếu mà con tĩnh tâm liên tục đó, thì con sẽ bị rối loạn đó và bị ức chế nữa. Bởi vì mình nhắm vào cái chỗ ly dục ly áp pháp trước, để rồi từ cái chỗ này nó sẽ tự tăng lên cái chỗ tĩnh tâm đó bằng cái hơi thở rất là nhẹ nhàng của con. Còn nếu bây giờ đó mình chưa ly dục ly áp pháp hết mà mình nương vào chỗ này thì mình kéo dài cái thời gian ra thì mình bị ức chế. Con bị ức chế tâm, và bị ức chế tâm thì ngay cái trạng thái mà tịnh tâm con thì nó xuất hiện sắc tưởng hay là hương tưởng hay là vị tưởng hoặc là thinh tưởng, nó sẽ xuất hiện cái những cái trạng thái đó, làm cho con sẽ còn mất tâm xả nữa, còn cực hơn là con nhiếp tâm và an trú chỉ một phút là tốt nhất. Con đừng có kéo dài cái thời gian đó ra. Phần nhiều thầy xin nhắc lại, phần nhiều mấy con khi mình nhiếp tâm an trú được một phút rồi mình thấy làm dễ dàng quá, cái mình tiếp thêm 2 phút. Rồi làm 2 phút được cái làm 3 phút, 3 phút được cái làm tiếp tới 30 phút. Nó ngon quá, 30 phút cái bắt đầu lọt vô cái tưởng là tự sao mà ma quỷ gì nó hiện quá trời như thế này, là ánh sáng hào quang gì nó quá trời nó phóng ra như thế này, trời đầu tương dịch ánh sáng quá tai. Như vậy rõ ràng là mấy con bị rớt tưởng mất rồi. Nó thành ra lưu ý trên cái phần khi nào mà thầy cho mấy con tăng là tăng, chứ mấy con đừng có tăng bất tử thì cũng được. Thầy nói 1 phút là cứ tu 1 phút thôi. Nhiếp tâm mà biết cách như vậy là nhiếp tâm thì an trú tâm nó rất dễ dàng, 1 phút nó không có gì. Nhưng mà có điều kiện đừng phan tăng mấy con, để cho chúng ta ly dục đéo pháp. Khi ly dục đéo pháp xong rồi thì chúng ta sẽ tăng lên, thì nó là trở thành một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, nương vào cái hơi thở nhẹ nhàng đó mà kéo dài cho cái trạng thái thanh thản. Nó do ly dục rồi, cho nên vì vậy mà cái trạng thái thanh thản đúng 12 tiếng đồng hồ để cho nó đủ cái đạo lực của nó, tức là tứ thần túc. Con hiểu chưa? Cho nên cái sự tu tập nó phải đúng cách, chứ không khéo đúng cách thì nó lại lọt vào trong tưởng thì cuối cùng nó mất được cái đường đi của mình rồi. Thì tứ thần túc nó không xuất hiện, mà lại bây giờ mình lọt trong cái thế giới tưởng rồi, nó thành thông phép tắc diện đủ loại. Bây giờ ngồi đây mà biết tâm ruột người ta, cái trời đất họ chửi mình đây đó chứ, thì mấy con lấy càng cái thấy khổ nữa. Tại vì mình ngồi mình biết bụng người ta sẽ chửi mình, nên tính là ngày mai nè mình sẽ nói cái cô này cho thạnh cho cô người ta biết. Nên lý do đó cái mình nghe mình biết được trong bụng người ta rồi thì mình đang lo. Cho nên nó không có lợi ích cho mấy con cái điều đó đâu. Mà bây giờ tại sao nó biết? Tại sao nó biết? Bây giờ nó tại cái tưởng của mình. Mỗi lần mình ngồi để mình tu, mình đâu thấy có ma ngồi xung quanh mình, ai trời đất ơi nó ngồi xung quanh mình cả đống đủ thứ ma, nào là ma ông, ma bà, ma cô, ma bác, mình nó về nó ngồi đây cùng hết. Thế mấy con thấy nó từ đó nó xuất hiện ra chứ đâu phải không. Cho nên nó nguy hiểm lắm mấy con. Cho nên đừng có đi tới mà lo chuẩn bị từ cái tri kiến của chúng ta, để mà chúng ta xả cái tâm của chúng ta, tôi rút tháo trong cái phần này thì cái sự bình an của chúng ta sẽ nhiếp tâm tới, thì chúng ta không bị lọt. Chứ không khéo nó sẽ quan tưởng thôi. Nó quan tưởng là nó khi nào nó sợ hãi cái điều gì, nó quan tưởng thì nó nghĩ là người ta sẽ sắp sửa giết hay người ta ghét mình. Ôi tôi cứ nó hiện ra cái mặt của người đó mà mình cứ nghĩ người ta không ghét mình, mà cứ nghĩ người đó ghét mình. Là do nó lúc nào mình thấy người ta cũng ám hại mình, người ta cũng nói xấu mình, rồi đó nó lo lắng nó đủ thứ, mà thật sự nó không có vậy, nhưng mà cái quan tưởng của mình nó tưởng vậy. Cho nên nó lo lắng, nó không có yên ổn chút nào trong tâm của mình, thì cuối cùng mình sẽ trở thành điên mất. Có nhiều người quan tưởng cái kiểu đó, đúng không? Vừa rồi hồi nãy hồi sáng thầy tiếp khách thì có một cái người đó cũng đọc nghiên cứu kinh sách, nghiên cứu tất cả các cái giáo phái, các phương pháp khác, có cũng tu thiền, ngồi thiền gặp được. Nhưng mà cái người đó cũng ở bên Úc chứ không phải bên này. Nhưng bây giờ mới về Việt Nam mà cái dạng coi như là bị quan tưởng, cái nó có một cái trường hợp xảy ra làm cho cái ý tưởng nó quá mạnh. Vì vậy mà coi như người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng ám sát mình, thấy như luôn lúc nào người ta cũng muốn giết mình, cho nên luôn lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Vì vậy cho nên chẳng hạn nào như nhà đóng cửa hết thì cứ nghĩ người ta sẽ rình ở ngoài, cho nên suốt đêm không dám ngủ, sợ hãi, nên nó đã bị quan tưởng hết. Cho nên những người này được hướng dẫn dọn mà họ rất là thông suốt, rất là thông suốt. Họ nói bình thường họ nói chuyện, cái người Phật tử hồi nãy trình bày này tới này, bình thường họ trình bày tất cả những cái phương pháp tu của Phật Đại Thừa như thế nào họ rất là, và đồng thời cái thức tu thiền trong đầu như thế nào họ rất cần, họ nói không sai, họ luận rất hay. Và cả cái Chúa giáo, cả cái Hồi giáo, họ nói chỗ nào họ cũng không có thật, ví dụ nghiên cứu. Và khoa học họ cũng giỏi, cái gì họ cũng thông suốt hết, ví dụ nghiên cứu. Nghĩa là suốt cuộc đời cái người này thì được nghe lại thì có một đồng bạc, hai đồng bạc thì cứ mua sách đọc, cho nên cái đầu đủ thứ sách ở trong đó hết. Cho nên bây giờ nó quan tưởng rồi thì bắt đầu nó ngồi bình thường, nói chuyện gì nói rất hay, nói chuyện với mình rất hay. Nhưng mà khi mà sống một mình rồi thì cái hình ảnh mà người ta ám sát cái người này thì nó cứ lãng vãng trong đầu hoài. Cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái vấn đề mà chúng ta tu học mà nếu nó lạc một chút hoặc là chúng ta tu sai một chút, nó trở thành quan tưởng, nó quan tưởng cách này hoặc là quan tưởng cách khác. Như chúng ta thấy như Bùi Giám Tình Chánh là những người quan tưởng ở trong thiền tông đó, cho nên sống lệ sệ làm như mình là tổ vậy đó. Đi thì mang chài mang lưới, cởi cái xe đạp thì có két đi cùng đường, và coi như là thiên hạ không có ai. Cho nên ông Bùi Giám là hồi đó ông dạy trên Đại học Vạn Hạnh mà thầy biết ông ta mà. Cho nên vì vậy mà cái người làm một cái giáo sư dạy ở trên đại học mà cái oai nghi tế hạnh nó không có, sống như mình ở ngoài đời không có còn ai hơn mình hết, cái bản ngã coi như mình tiến tánh thành Phật rồi đó. Họ nghĩ như vậy cho nên họ sống trong cái quan tưởng đó, cho nên cái cách thức sống của họ nó không có còn cái dạng của con người bình thường. Cho nên đối với thiền tông nó cũng là tai hại rất lớn. Những người nào mà tích cực hiểu biết, tích cực mà tu tập thì nó lọt trong cái tưởng quan tưởng đó, nó rất là tai hại. Còn Trần Chánh ổng đi nhiều khi thì đàng hoàng, còn nhiều khi ổng luộm chổi trà chổi quẻ thì ổng giác cũng như giống như người điên, muốn đi cái kiểu ổng coi như là thẳng tay vào chợ. Do đó thì thấy nó có những cái lệch lạc như này rất là tội nghiệp. Những người đó họ cũng biết không tu, để lại những cái tập thơ. Trần Chánh để lại tập thơ toàn là thiền. Có một lúc ổng về đây, ổng về đây thăm thầy rồi ổng có gửi với thầy cái tập thơ. Nhưng mà trong cái trạng thái đó làm sao mình cứu chữa họ đã cái ảnh hưởng nó đã sâu ở trong cái tư tưởng họ là Phật tánh thì khó. Nghĩa là mình phải tự tại vô ngại như vậy, đó là Phật rồi. Cho nên họ đã quen rồi, bây giờ không làm sao khác cứu họ khó. Cho nên cứ rất là khó. Khi một cái tôn giáo nào nó đã chiêm vào cái tư tưởng của mình, một cái hiểu biết, tức là cái kiến chấp rồi đó, thì khó mà gỡ ra lắm, không có dễ. Cho nên thầy nói là Đại Thừa sai là họ đã sùng bố lên rồi, họ kiến giác rồi. Thầy nói không có thế giới cực lạc là họ, mấy người mà niệm Phật là họ đã không ưa thì ngay liền đó. Bởi vì cái kiến giác của họ, họ đâu còn sáng suốt để mà họ suy nghĩ cái điều đó đúng hay sai đâu. Họ không còn sáng suốt, họ bị kiến giác đó nó làm mờ mắt họ rồi, họ cho cái đó là đúng thôi, không còn có gì khác nữa. Đó là cái rất là đau khổ đó. Cho nên khi mà bị kiến giác rồi rất là khó. Cho nên ở đây thì mấy con thấy rằng cái phương pháp mà thầy dạy mấy con thì họ đem lại cái hạnh phúc cho mấy con qua những cái cơn bệnh đau. Đây là cũng là cái niềm quan hỷ, tại vì mình hết đau là mình phải hỷ chứ sao, mình phải vui chứ sao. Đó là những cái điều thực tế mà. Cũng như là sau khi mình bị người ta mạ nhục mình mà mình thấy mình bình an, mà mình thấy mình cỡ sự mình thương cái người nói mình đó, mình thấy mình vui chứ mấy con. Mình đã làm được cái chuyện mà hy hữu không ai làm được mà mình làm được thì mình phải vui. Đó là những cái điều kiện đó thực tế. Cho nên cái hỷ của chúng ta là cái hỷ coi gì vậy, chứ hàng ngày mà chúng ta xét mình đã sống trong cái hỷ hạnh. Và mình biết mình không hỷ, mình biết không, mình có buồn phiền, mình có tức giận, mình có ganh tị thì nó mất cái hỷ mất rồi, nó không còn cái hỷ. Còn nếu mà không thì nó là hoàn toàn hỷ chứ gì, chứ không phải là đợi thứ mình mỉm cười nữa, nhưng thầy cứ cười vậy nó là hỷ đâu. Phải không mấy con đấy? Nó hiện là cái tướng hỷ, sự thật nó là cái tướng, nhưng mà sự thật ngầm trong khi đó chúng ta không thực hiện cái tướng hỷ. Nhưng mà nhìn trên đôi mắt người ta cũng thấy cái nét cười cũng đã trên mắt chứ đâu phải không. Trên gương mặt người ta không cười, nhưng mà vẫn thấy người ta có cái niềm vui trên đó chứ. Cho nên cái người mà người ta sống trong hỷ, luôn luôn cái gương mặt từ cái mũi, cái gò má, cái trán người ta nó đã cười trong đó rồi. Chứ chưa hẳn là mình phải nhìn mắt người ta, nhìn cái miệng. Còn mình dở thì mình phải nhìn tới cái miệng ra, thấy người ta mỉm cười mình cái người này vui. Chứ thật ra đâu cần cái đó mấy con. Cái trán nó cười, nó cũng có cười trong đó chứ đâu mấy con. Tại vì mình buồn nó không cười chứ, mình vui nó cười chứ. Thôi không, bây giờ thì mấy con còn cái gì hỉ nữa không? Cái gì mà hỉ mới thì mấy con cứ nói.